Chào các bạn, tôi là Bùi Thế Tâm. Trong cái bài 8, trong cái loạt bài lập trình hướng đối tượng C cộng cộng, thì cái bài 8 này dành cho các cái hàm toán học và cái hàm mà tạo số ngẫu nhiên ở trong C cộng cộng. Thì đây là những cái hàm mà rất cần cho các cái việc tính toán của chúng ta trong chương trình. Thì đối với các hàm toán học thì nó nằm trong cái thư viện là CMAT. Đấy. CMAT này thì đầu tiên là ở đầu chương trình chúng ta phải include được cái thư viện này. Thì ở đây trong cái thư viện này nó có những cái hàm này. ABS là trị tuyệt đối của một số nguyên, nó cho số nguyên. Thế LABS là trị tuyệt đối của số nguyên của login. Thế còn trị tuyệt đối của số thực là FABS. Thế hàm sin, hàm cos, hàm tan thì là cho sin, cos, tan, và cotang thì ta lấy cos chia cho sin là được. Mà cả tất cả những cái biến này đều của Double hết. Thế có hàm SQLT là căn bậc 2 đấy, của cái số x. Thế cái hàm hàm mũ là hàm này power y mũ x. Đấy, đấy. Power có hai biến là y và x thì đấy là cái y mũ x. Thế hàm loga cơ số e thì là log của x. Logarit cơ số 10 là log 10 của x. Thế ở đây có bốn cái hàm về số nguyên này rất là hay, chúng ta hay dùng là hàm floor là cho số nguyên lớn nhất mà dưới x. Thì ví dụ floor của trừ 2.34 thì nó cho là trừ 3. Đấy, nó là dưới cái x này. Thì hàm xây của x là cho số nguyên bé nhất ở trên x. Ví dụ trừ 3.8 thì là nó cho là trừ 3. Đấy. Thế hàm round là hàm làm tròn về số nguyên gần nhất so với số thực x. Ví dụ như round của trừ 3.8 thì cho là trừ 4. Thế hàm cắt này, trăng x trả về số thực có giá trị bằng phần nguyên của x, ví dụ như là trăng của trừ 2.34 thì cho là trừ 2. Thế một cái hàm atop là trả lại số thực ứng với số viết ở dạng sâu ký tự, viết ở dạng số viết ở sâu ký tự thì nó sẽ trả về thành số thực sự. Thế bây giờ sang đến cái phần tạo số ngẫu nhiên thì nó ở trong cái thư viện là CSTD lib. Đấy. Thì đầu tiên là muốn tạo một cái dãy số giả ngẫu nhiên trên máy tính, số trên ngẫu nhiên trên máy tính người ta gọi là số giả ngẫu nhiên vì nó không phải là ngẫu nhiên thật. Đấy. Thì đầu tiên là phải tạo một cái gọi là cái khóa của dãy số ngẫu nhiên hay là gọi là mầm. Thì là dùng cái hàm sgrend là sheet này, là đây là một cái biến nguyên không dấu. Đấy. Thì nó cung cấp sheet, tức là cung cấp mầm cho bộ sinh số ngẫu nhiên được sử dụng bởi cái hàm rand. Thế cái hàm mà tạo số ngẫu nhiên là ở trong C là hàm rand này, là sinh số ngẫu nhiên nằm giữa 0 cho 32.767. À, nó được đến đây rồi. Thế nếu mà muốn gấp đôi thì sao? Thì ta gọi hai lần cái hàm số ngẫu nhiên này, rand nó sẽ gấp đôi, gấp 3 tiện thì gọi 3 lần là cộng với nhau. Thế bây giờ muốn tạo ra là một cái cách chúng ta làm này, gren ở chia lấy phần dư cho 200 sẽ tạo được 200 số ngẫu nhiên từ 0 đến 199. Đấy. Tức là tạo được cái số số nguyên ngẫu nhiên từ 0 đến 199. Và thế bây giờ ta lại đẩy 200 số đó bắt đầu từ 501 chẳng hạn. Thì là đây là tạo 200 số ngẫu nhiên là từ 501 cho đến 700 đấy, đúng không? Từ 501 200 số thì nó đến 700. Thế còn muốn tạo số thực ngẫu nhiên từ 0 đến 1 phân bố đều người làm nào? Thì gren này này ta chia cho cái số lớn nhất. Đấy. 32.767 hay 32.767 thì nó sẽ thành từ 0 đến 1. Thế bây giờ muốn muốn tạo một số thực ngẫu nhiên từ A đến B thì ta lại làm như này. Ta lấy cái ren này chia cho cái số mà tạo ngẫu nhiên từ 0 đến 1 này. Ta em này nhân với
b trừ a nhân với cái khoảng b trừ a nó xong cộng với a thì sẽ được là cái số thực ngẫu nhiên từ a đến b. Thế bây giờ tôi sẽ minh họa những cái điều này ở trong chương trình. Đấy. Thế ở đây là cái chương trình, chúng ta vào cái Visual Studio, chúng ta tạo một cái project 8 này ứng với cái bài 8 mà sau chúng ta chọn ở trong nguồn source file, chúng ta tạo một cái main 8 CVP. Thì đây tôi đã gõ sẵn rồi, gõ sẵn chương trình rồi. Thế bây giờ sẽ minh họa cái chương trình này làm cái gì, thử xem làm việc với cái hàm trị tuyệt đối ba cách đối với lại cái số nguyên, số login và số double, rồi các cái hàm lượng rác, thử các cái hàm lượng rác này và hàm căn bậc 2 này, hàm căn bậc 2 và hàm mũ đó. Hàm căn bậc 2 rồi hàm mũ rồi hàm logarit, logarit thì là cơ số e và cơ số 10, rồi các hàm mà thử các hàm floor và hàm xây đấy, là hàm đó. Rồi hàm trăng đấy, rồi hàm rau đó. Hàm rau rồi hàm atop. Thế sau thử cái tạo cái dãy số ngẫu nhiên và cuối cùng là đấy, cuối cùng là chúng ta kết thúc chương trình bằng cái system bound. Ở đây chúng ta xuống dòng nữa. Thế bây giờ chúng ta dịch cái chương trình này. Ở đây để chương trình này để sử dụng được các cái hàm toán học, ta phải có cái include là cmat ở đầu. Riêng cái CSTDlib này chỉ cho dùng cho hàm hàm ren này và hàm sren này thôi. Nếu không dùng cái hai hàm này thì chúng ta bỏ cái include đi, thì chỉ có cái hàm toán học thôi. Bây giờ chúng ta dịch này. Ở đây error missing chấm phẩy ở cái dòng 37 mà. Ba bảy đây thiếu chấm phẩy đấy. Thế bây giờ dịch tiếp đấy, như vậy là chúng ta xong rồi, không có lỗi gì cả, tạo được cái project 8 ứng với cái bài 8 đấy. Bây giờ chạy này này, đầu tiên đây ta cũng dùng không gian tên chuẩn. Thử các hàm trị tuyệt đối n bằng trừ 100 là số nguyên thì sử dụng ABSN thì nó in là trị tuyệt đối của n là 100, đúng không? Trừ 100. Thế bây giờ login m là trừ 111777999 và chúng ta phải viết cái l đây là login này. Đấy. Thì LABS này nó đúng là 111777999, đúng đó. Thế bây giờ một cái số double x thì bằng trừ 555666 thì cái trị tuyệt đối của nó phải dùng hàm F và ABS x. Đấy. Thì như vậy là đúng là nó là được 555666 này, 555666. Đấy, thế bây giờ đến cái hàm này. Bây giờ xét cái hàm lượng rác này. X thì bằng đây là số pi chia cho 4, tức là góc 45 độ.
pi là 180 độ này, chia cho 4 thì đây góc 45 độ. Tính sin, tính cos và tính tan. In ra sin, cos, tan thì ở đây sin nó được 0,707 này. Cos được 0,707 và tan ở đây đáng nhẽ bằng 1 nhưng mà nó biểu diễn số thực trong máy là nó xấp xỉ 1 thôi, 0,9999. Đấy, 0,99. Rồi. À, đây là dạng double. Đấy, double. Thế như vậy là đúng là cái tan của góc 45 độ bằng 1. Thế bây giờ tiếp này. Thử cái hàm căn bậc 2 với hàm mũ. Này. Hàm căn bậc 2. Bây giờ ta có x bằng 16. Nó hơn 16 kg. Căn bậc 2 của 16 bằng 4, đúng không? À, thêm mũ. Hai mũ bốn là 16 và đây là tôi cho rất lẻ đi. Đấy. Thì như vậy là căn bậc 2 chúng ta viết là s square là tx rồi, s square là tx. Đấy. X thì ở trên là double, ở đây y cũng double. Thế như vậy là s square t của 16.11 thì là căn bậc 2 nó bằng 4.01388. Đấy, đúng, đúng. À, thế còn 24 gần 24 là hàm pao, chúng ta biết là y phẩy x thì nó bằng 16,1694. À, thế bây giờ hàm loga này, hàm loga của chúng ta là x thì bây giờ là 8,0189 thì loga cơ số e của ta, chúng ta biết log x loga cơ số 10 của chúng ta là ở đây x của ta sau đổi thành 100 chấm cái này thì log cơ số 10 của 100 của hơn 100 một lít thì thành bao nhiêu. Đây logarit cơ số e là 2 chấm mấy, cái 8 này thì là logarit cơ số e ấy là 2.08. thế còn cái này 10 thì nó là lốc của 10 bình phương. Đó. Thì ở đây nó bằng 2. Bằng 2, đúng, đúng không? Thế bây giờ thử sang cái hàm floor, xây những cái hàm này. Đây, thế bây giờ sang cái đám hàm này. Bây giờ có một số x thì bằng trừ 8567 này, in cái hàm floor ra thì nó bằng mấy? Hàm floor bằng trừ 9. Hàm floor bằng trừ 9 vì là cái hàm floor là cái hàm là cái số nguyên. Đấy, lớn nhất mà dưới x thì nó là trừ 9. Đó. Thế cái hàm trăng này là cái hàm mà cứ cắt mất phần lẻ của cái số nguyên này. Như vậy cái x bằng trừ 8 này chỉ cắt hết cái phần đuôi này còn trừ 8. Đây, in trừ 8. Thế cái hàm xây này, xây là cái hàm gì? Xây là cái hàm mà số nguyên. Đấy. Số nguyên lớn nhất mà trên, số nguyên lớn nhất mà trên x thì đây là trừ 8.5 thì cái số mà trên cái số x này là trừ 8, và đây là trục âm, cái theo chiều âm nhá, thì là trừ 8.5 thì là nó ở dưới cái trừ 8, cho nên ở đây nó bằng trừ 8 này. Thế còn hàm rao là làm tròn số với số nguyên gần nhất. Đây trừ 8.56 thì cái số nguyên gần nhất của nó là trừ 9. Đấy, trừ 9. Thế cái thử cái hàm atop này. Bây giờ chúng ta có một cái sâu ký tự nhưng mà là ký tự số. Thế bây giờ cái hàm atop này là nó nghĩa là này. Nó là alpha, A là alpha, tu. Đấy, tu đây float. Đấy, là số.
thì nó thành là 3.789, sau đó cộng với 2, chứ nó thành số rồi mới cộng được chứ không cộng được, cho nên đây nó bằng là hàm là 5.789. Thế bây giờ đến cái lệnh này đây, system power là nó ra cái câu này cho chúng ta này. Thế bây giờ cái lệnh này chú ý từ đầu đến giờ thì chưa có bài nào tôi giới thiệu cái lệnh xóa màn hình này, system CLS. Khi mà chúng ta enter ở cái lệnh này thì nó sẽ ra xóa màn hình và được một cái màn hình là hoàn toàn trắng, thì tất cả những cái chúng ta in ra ở đây sẽ bị xóa hết này. Enter đấy, như vậy nó xóa hết và nó in cái dòng chữ này chúng ta này vào khóa của dãy số giả ngẫu nhiên đấy, n bằng thế thì ở đây cái hàm strand nó là cái n này nó phải nguyên này, cho nên ở đây khai chúng ta lấy ngay cái n đúng không? N chúng ta khai ở trên này rồi đấy, cho nên là nó làm việc đấy. Thế bây giờ ta tạo cho nó là cái khóa của dãy số giả ngẫu nhiên, ví dụ ta chọn 12 chẳng hạn, nhập số bất kỳ đấy, thì như vậy chúng ta được 50 số ngẫu nhiên. Cái lệnh này bây giờ chú ý là cái lệnh này là mới này, tôi chưa giới thiệu trong từ đầu đến giờ. Cái dòng 35 cái lệnh for for in từ y bằng 1 đến 50 y cộng cộng, tức là đây ta hiểu đơn giản này, vài bài sau nữa chúng ta sẽ học đến lệnh for này, nhưng đây là tóm tắt này như này, đây là làm một cái công việc lặp lại một công việc 50 lần. Đấy, cái này là lặp lại một công việc 50 lần, tức là ta 50 lần thực hiện cái lệnh in này, run này. Đấy, thì 50 lần chúng ta sẽ tạo được 50 số ngẫu nhiên. Đấy, từ 0 cho đến 32.767. Đây từ 77 này, đây là các số ngẫu nhiên. Đấy, nằm từ 0 cho đến 32.667. Đấy, cửa sổ của chúng ta là như này, đây là chúng ta được 50 số. Muốn là hàng nghìn số chúng ta viết ở đây lặp lại 1.000 lần thì nó sẽ được 1.000 số, thì đây là được tạo được 50 số ở đây. Thế bây giờ bây giờ muốn thực hiện những cái này, chúng ta có thể là thử tất cả cái chỗ này, chứ chỗ mà tạo số ngẫu nhiên để ta thử 5 cách này là đều có thể đều đúng cả. Đấy, ví dụ như bây giờ tôi muốn tạo 100 số ngẫu nhiên từ 0 đến 1. Thì chúng ta viết cái lệnh này vào thôi. Thì đây. Bây giờ tôi viết lại chia cho 32.767 chấm 0 để biến nó thành số đáp ẩn. Thế ở đây tôi cho nó thành là 250 số đi. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta chỉ cần dịch lại thôi. Đấy, như vậy là thành công. Thế bây giờ chúng ta chạy. Ấn. Đấy, N. Bây giờ 45 này. Đấy, như vậy chúng ta được 250 số thực ngẫu nhiên. Đấy. Đây có những cái số mà rất rất sát cái số 0. Đấy. Những số gần số 1 là 095 này. Đấy, như vậy ở đây chúng ta được 250 số thực ngẫu nhiên.
Thế bây giờ đấy là tất cả những cái minh họa cho các cái hàm mà tôi vừa giới thiệu. Thế bây giờ tôi có thể dừng cái màn hình để các bạn sao chép được cái màn hình đấy, hoặc là theo dõi cho nó dừng lại để theo dõi. 1, 2, 3 giây. Một hai ba giây. Thế bây giờ đến phần lý thuyết tôi cũng dừng lại. Cái bài này là cái bài rất quan trọng trong việc tính toán này. Một hai ba giây. Một hai ba giây. Một hai ba giây. Thế đến sau khi mà học cái hàm này, chúng ta có rất nhiều bài tập mà có thể làm được. Đấy, các bạn tiếp tục tôi giới thiệu các cái bài tập để cho các bạn đấy, có thể là tự làm ở nhà. Thì ví dụ cái bài thứ nhất yêu cầu là như thế này: cho tọa độ ba đỉnh của tam giác trong không gian hai chiều, tính chu vi và diện tích tam giác. Thì đây là cái hướng dẫn. Ở đây có dùng hàm SQRT. Cái bài thứ hai là cái bài là gửi tiền tiết kiệm. Chúng ta có lãi suất có A đồng, cái mức lãi suất là S%. Thế chúng ta gửi theo một cái thời hạn nào đó, thì hỏi cuối cuối cùng thì chúng ta được là cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu. Thì ở đây phải dùng hàm POW. Thế còn cái bài thứ ba là nhập một góc x theo độ phút giây, thì sau đó ta phải đổi radian. Các hàm sin cos, sin tan, cotan, sin cos và tan thì là người ta cho theo radian. Thì bây giờ ta phải đổi cái độ phút giây từ xu nguyên sang radian thì sau mới gọi các hàm này được. Cái bài thứ ba, thứ tư là cái bài là nhập ba số thực dương ABC ba cạnh của tam giác, kiểm tra xem là tam giác có là vuông, là cân, là đều hay không. Đấy. Và sau đó phải tính diện tích tam giác. Thì chúng ta có các cái bộ giá trị cho để kiểm tra là đây. Thế cái bài 5 là giải phương trình bậc 2. Đấy, biết luận giải phương trình bậc 2. Thì ở đây phải dùng cái hàm căn. Thế cái 6 là giải phương trình trùng phương. Các hệ số từ bàn phím ở đây cũng phải dùng hàm SQRT. Thì nói chung là các cái lời giải của bài này thì trong cái giáo trình trước tôi dạy về giáo trình ngôn ngữ lập trình C ở bài 2 bài 3 thì tôi đã có giải những cái bài này rồi. Các bạn chỉ sửa nó như các lệnh vào ra, vào từ bàn phím và in ra màn hình thì là nó chạy thôi theo cái C cộng cộng này. Hiện nay ấy, thì là các trường đại học người ta đối với những cái khoa mà các trường khoa học tự nhiên và các trường công nghệ kỹ thuật thì là đối với những sinh viên mà không thuộc chuyên về học tin ấy, thì là người ta thường dạy là giáo trình ngôn ngữ lập trình C là cho nó dễ hơn. Đấy. Và cũng đủ dùng để trong lập trình. Thế còn đối với những người mà chuyên làm tin thì người ta dạy C cũng cộng. Thế bài học đến đây là kết thúc. Đó. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong bài 9 tới đây.